Những ngày cuối tháng 4 đầu tháng 5 này, nhiều đoàn khách tìm lên thành phố Điện Biên Phủ để ghé thăm một trong những chiến trường khốc liệt nhất, ghi dấu ấn thắng lợi vô cùng vẻ vang của quân và dân ta trong kháng chiến chống Pháp, với các di tích nổi bật như là đồi A1, D1, cứ điểm Hồng Cúm, Hiêm Lam hay đồi Độc Lập. Quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ nay là một trong số các di tích quốc gia đặc biệt của cả nước và đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển du lịch của tỉnh Điện Biên. Vùng đất từng là chiến trường khốc liệt năm xưa, nay trở thành khu di tích với 45 di tích thành phần. Nằm ở phía trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, đồi A1 có vị trí quan trọng bậc nhất trong hệ thống 5 quả đồi bảo vệ trung tâm Mường Thanh. Tại đây, đêm ngày 6 tháng 5 năm 1954, quân ta đã đào một đường hầm, đặt khối thuốc nổ nặng gần 1.000 kg và cho điểm hỏa. Đến sáng ngày 7 tháng 5 năm 1954, quân ta đã làm chủ hoàn toàn đồi A1, mở đường cho đợt tổng tấn công cuối cùng vào sở chỉ huy tập đoàn cứ điểm và giành thắng lợi hoàn toàn. Cứ điểm A1 này là một trong cứ điểm kiên cố và bậc nhất của quân Pháp, là cuống họng, là lá chắn thép để bảo vệ trực tiếp cho căn hầm chỉ huy của tướng Đờ Cát. Cuộc chiến tại Điện Biên Phủ thì được trải dài trong vòng 56 ngày đêm, nhưng tại cứ điểm A1 này thì đã mất 39 ngày đêm với 4 đợt tấn công và 1 đợt phòng ngự. Vào đúng 4 giờ 30 phút sáng ngày 7 tháng 5 năm 1954, ta đã nhanh chóng chiếm được cứ điểm A1 của Pháp, tiêu diệt 825 tên lính Pháp. Nhưng đổi lại đối với ta, thì trên cứ điểm A1 này đã có hơn 2.500 người con ưu tú của cách mạng Việt Nam đã hiến dâng tuổi thanh xuân và sinh mệnh của mình cho độc lập của dân tộc, cho chiến dịch đến ngày toàn thắng. Ngay đối diện đồi A1, một công trình đặc biệt ra đời trong thời bình nhưng có vai trò hết sức quan trọng, đó là bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Đây là nơi lưu giữ các hiện vật trong chiến dịch lịch sử, gồm hai khu trưng bày. Bên ngoài gồm 112 hiện vật là các loại vũ khí của quân đội nhân dân Việt Nam và quân đội Pháp sử dụng. Bên trong trưng bày 274 hiện vật và 202 bức ảnh tư liệu. Đây là một trong những cái sản phẩm du lịch lịch sử đặc trưng riêng có mà chỉ có của Điện Biên. Và khi mà du khách lên với Điện Biên Phủ thì không thể bỏ qua khi đến với các cái điểm di tích này. Đây là một trong những cái điểm di tích được tỉnh Điện Biên rất là quan tâm, đầu tư, bảo tồn và tôn tạo. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những chứng tích vẫn luôn trường tồn cùng thời gian. Di tích chiến trường Điện Biên Phủ vẫn luôn là điểm hẹn lịch sử để du khách có thể hiểu và cảm nhận một phần nào đó sự khốc liệt của chiến tranh, từ đó biết ơn sự hy sinh của các thế hệ đi trước vì hòa bình.